Và kính thưa quý vị, như đã giới thiệu thì ngay bây giờ Phương Hiếu sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với bạn trẻ đầy năng lượng, đó chính là bạn Lê Thị An Hạ, là người sáng lập cũng như là giám đốc điều hành của Amazing Home thuộc tập đoàn Amazing Group. Xin chào An Hạ. Dạ, chào anh. Và dĩ nhiên trước khi chúng ta cùng trò chuyện với An Hạ thì hãy mời quý vị khán giả cùng theo dõi xem là Amazing Group là một tập đoàn như thế nào, cũng như là dự án Amazing Home của An Hạ nhé. Mời quý vị. Những người trẻ khởi nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh không chỉ để thỏa lòng đam mê, họ còn gửi gắm trong từng mô hình những hoài bão để giúp những người đồng trang lứa, những người trẻ hoàn thiện hơn. Giống như cách mà cô gái trẻ 9X Lê Thị An Hạ sáng lập ra mô hình nhà trọ Anh Văn Amazing Home. Amazing Home không chỉ là chỗ để ở mà còn là nơi được những người sáng lập kỳ vọng sẽ trở thành một nơi rèn luyện lý tưởng cho bất kỳ bạn trẻ nào. Đây là khu nhà trọ có nội quy đầu tiên và rất quan trọng, đó là mọi giao tiếp đều phải sử dụng tiếng Anh. Vì vậy mà những người muốn vào ở đều phải vượt qua được bài kiểm tra đầu vào, tức là có trình độ tiếng Anh nhất định đủ để giao tiếp thì mới được vào ở trong mô hình này. Chi phí cho từng đối tượng vào ở tại Amazing Home cũng linh động tùy theo dạng đối tượng, như là người đi làm, sinh viên năm 3, năm 4 hay những người mới bước chân vào giảng đường. Tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc trong giao tiếp hàng ngày ở đây và có những quy định thưởng phạt nho nhỏ để mọi thành viên dần làm quen với nếp sinh hoạt ở đây. Không chỉ có ngoại ngữ, Amazing Home còn là mô hình hướng đến việc rèn luyện các thanh niên toàn diện từ nề nếp sinh hoạt, nếp sống độc lập, cách làm việc với tập thể v.v. Hàng tuần, các thành viên của gia đình Amazing House sẽ có một buổi sinh hoạt chung để mọi người cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, cùng giúp nhau rủ rê tham gia các hoạt động xã hội, các sinh hoạt giao tiếp, tổ chức sự kiện, hội trại liên quan đến thanh niên quốc tế v.v. Chính nhờ những nề nếp đó, những người trụ lại được trong mô hình này hầu hết đều có một trình độ Anh văn nhất định. Không ít người đạt điểm cao khi thi chứng chỉ ngoại ngữ và hầu hết đều đủ sức để giao tiếp hoạt động trong một môi trường đòi hỏi ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Nếu mà nói một người đứng ra làm một cái dự án như vậy dành cho các bạn còn khó khăn về chỗ ở nè, còn không có những kỹ năng trong học tập, trong làm việc và đặc biệt là kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Dạ đúng rồi. Thì cái xuất phát điểm của An Hạ là gì? Mình tốt nghiệp trường nào? Trước khi mà em làm dự án Amazing Home thì em học khoa quan hệ quốc tế, trường khoa học xã hội và nhân văn. Trong cái thời gian mà em sinh viên thì cái khó khăn lớn nhất của em cũng là một sinh viên vùng tỉnh. Lúc mà em lên thành phố để em học nhân văn thì em cũng không nghe nói được một chữ tiếng Anh nào hết. Nhưng rồi, mà lúc đó là trong trường có yêu cầu mình phải biết tiếng Anh là phải nghe. Dạ đúng rồi. Thì tại vì yêu cầu của khoa em là hết năm nhất là phải có chứng chỉ tiếng Anh để học tiếp môn chuyên ngành. Thì dân Việt vùng tỉnh á thì thường hay rụt rè nên là em hay ngồi cuối lớp, nên là cái tờ đăng ký học môn tiếng Anh khi mà đưa tới em rồi là em bị sốc. Tại vì tất cả các bạn á đa số là đã có chứng chỉ IELTS, có bằng C rồi có TOEIC rồi là mình có nhìn cái bản thành tích. Dạ đúng rồi, mình bị khớp luôn. Sao kiểu mình không biết là bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu và mình làm gì hết. Cái lúc đó là sao? Thì cái lúc đó là em nghĩ là em cần quyết tâm học tiếng Anh để theo kịp với các bạn trước. Và lúc đó kiểu em cũng mơ hồ về bản thân mình nên em gap year một năm. Em đi làm phục vụ trong một cái quán người nước ngoài để mà được học và rèn luyện tiếng Anh. Xong rồi sau đó em chủ yếu làm tự học. Và sau 6 tháng thôi thì em thi IELTS luôn. Mới 6 tháng thi IELTS? Dạ, thì em nghĩ là chỉ cần học, tập trung và đúng phương pháp và đúng cách thôi á, mình nỗ lực đúng cách thôi á thì mình sẽ làm được á. Rồi trước đó là sau khi 3 tháng đi làm thôi là em đã đi Mỹ rồi. Đi chương trình trao đổi giao lưu văn hóa ở bên Mỹ. Là mình tự đăng ký? Dạ đúng rồi. Thì em nghĩ rằng là cái gì mình cũng có thể làm được nếu mà mình nỗ lực với nó đến cùng. Và những cái đó nếu như mà em có thể tổng hợp lại và giúp cho các bạn sinh viên có định hướng tốt hơn á, thì các bạn sẽ đỡ vất vả hơn em. Cái khâu lên kế hoạch, lên ý tưởng và thực hiện đó, một mình em hay là có một nhóm bạn cùng làm chung với nhau? Em rất là tự hào là bất kỳ một cái chặng đường nào của em làm á thì có rất là nhiều người giúp em, hoàn toàn không có tính toán gì cả. Không và luôn luôn có bạn bè đồng hành cùng với mình. Thì lúc đó chỉ đơn giản là em bắt đầu với những thứ rất đơn giản như là những cái buổi training, workshop và câu lạc bộ tiếng Anh để hướng dẫn và giúp đỡ các bạn cái việc là hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh, làm CV rồi các cơ hội thực tập làm việc trong nước hoặc là nước ngoài, rồi học bổng rồi này nọ thôi. Rồi sau đó thì sau thời gian khoảng 8 tháng thì em thấy rằng là mình hướng dẫn người ta thôi nhưng mà mình không có đồng hành với người ta lâu dài thì nó cũng không ra kết quả. Nên là em mới chuyển qua là một cái cơ sở nội trú luôn để mình chắc chắn rằng là người ta phải ở, người ta phải duy trì và mình phải duy trì với người ta lâu hơn. Giám sát được. Đúng rồi. Nên là em lại viết lên một cái chương trình đào tạo một năm. Tự viết. Dạ đúng rồi. Thì dựa trên những cái kinh nghiệm mình chọn những cái gì chắc lọc nhất thôi. Mà cái gì mà mình đi học mình thấy nó chắc lọc nhất rồi đó mà
tự tin rằng là chỉ cần nắm được cái key theo quy tắc 20-80 thôi. Yeah. Chỉ cần 20% đó là coi như có thể cân được 80% phần còn lại. Lúc đầu không có ai dễ gì mà thành thần thánh mà viết một cái là sử dụng được liền. Yeah. Trên cái chặng đường hoàn thiện cái dự án đó để thành lập một Amazing Home thành hình, yeah, thì nó có những cái khó khăn trở ngại nào không với một người trẻ nha? Dạ em nghĩ là khó khăn là vô vàng luôn. Ví dụ như là đầu tiên em không có kinh nghiệm. Em bắt đầu không có gì ngoài đam mê và một cái tâm huyết để mang những cái chương trình đào tạo tốt hơn cho mà các bạn. Có đam mê và tâm huyết thôi không đủ. Đúng rồi. Em cũng có bạn bè, có người hỗ trợ, nhưng mà mình thiếu kiến thức này, mình thiếu kinh nghiệm thực tế này. Rõ ràng. Có nhiều thứ là kiểu mình phải trả tiền ngu á. Dạ tại vì người ta nói mình không có chịu nghe. Dạ. Yeah. Mình đang còn rất là tâm huyết, mình thấy là ừ không như vậy mới đúng. Nhưng mà ý là phải trả tiền ngu xong rồi mới thấy ừ người ta nói là đúng. Thà như vậy. Dạ đúng rồi, sau đó mình học rất là nhiều bài học về tài chính, về quản lý, về con người, về về phát triển, cũng như là đào tạo như thế nào thì cho nó phù hợp và lâu dài. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ nha, không có ai mà chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình. Dạ. Những lúc mà khó khăn nhất, những lúc mà cảm thấy là mất cái nguồn cảm hứng nhất, cũng buồn chứ hả? Điều gì làm em san sẻ và khỏa lấp điều đó? Không có thể nào mà thần thánh mà có thể tự an ủi mình là ô không sao đâu, ngày mai trời lại sáng nha, đứng trước gương cười một cái rồi mình bỏ qua hết, bỏ thế giới. Dạ đúng. Có nghĩa là năm thứ nhất và năm thứ hai á thì nó còn rất là kiểu lửa và nhiệt huyết, mọi thứ đó đang còn rất là tốt. Nhưng mà tới năm thứ ba gặp rất là nhiều khủng hoảng, gặp rất là nhiều khó khăn mà mình buộc phải vấp phải trên cái con đường mình làm công ty và mình phát triển quá nhanh á. Lúc đó đón nhận như thế nào? Sáng nay em cũng mở mắt là sao chưa đóng cửa ta? Oh. Cái câu đó là hồi xưa là hồi năm thứ nhất và năm thứ hai á, là câu đó là mỗi lần ba mẹ em gọi điện lên á, là ba mẹ hạnh tha là hỏi là ủa sao con chưa đóng hả con? Khi nào ba thì con... mẹ hỏi hả? Dạ đúng rồi, khi nào giống thì con nước lạnh vô mặt mình ha. Khi nào thì con mới đi làm? Xong kiểu em hỏi chứ ủa chứ không phải con đang đi làm, con đang đi dạy á. Con chứ không phải con đang đi chơi mà con làm rất chăm chỉ từ 6 giờ sáng tới tối kìa. Nhưng mà tới cái lúc mà mình khó khăn nhất mà mình cảm thấy rằng mình không có chia sẻ được với ai thì bản thân mình mỗi buổi sáng thức dậy cảm giác không muốn dậy luôn á. Và phải dùng hết tất cả mọi lý trí để đấu tranh là tại sao mình chưa bỏ. Em luôn đặt câu hỏi. Ngày nào cũng hỏi luôn là tại sao mình chưa bỏ. Yeah. Thì em luôn luôn rất là sòng phẳng với chính mình. Em vẫn liệt kê ra một cái danh sách và được cái gì, mất cái gì. Và cái câu hỏi luôn luôn là nếu mà em bỏ bây giờ em có hối hận hay không? Là một. Thứ hai, nếu mà em muốn chọn một công việc ổn định á thì sau này em còn có cơ hội hay không? Yeah. Thì hai câu hỏi em thấy nó quá rõ ràng. Thứ nhất, nếu mà em bỏ bây giờ em sẽ hối hận chắc chắn. Cái thứ hai, nếu mà sau này em muốn chọn một cái công việc ổn định thì nó cũng quá khó, nó quá dễ. Có nghĩa là em muốn công việc ổn định thì lúc nào cũng có, chứ không phải là không. Rồi ví dụ như là áp lực khi mà bạn bè mình làm lương kiểu 40-50 triệu, 60 triệu, 100 triệu, trong khi ví dụ như ba mẹ mình thì không có lo được cái gì hết cho ba mẹ, mà kiểu ba mẹ nhiều khi cũng chọc là kiểu là mang tiếng con gái là đi chợ, đi nước ngoài như đi chợ mà không thấy gửi tiền về cho ba mẹ ha, kiểu đó, nhột kiểu ha, nhột ha. Nghe cũng nhột lắm, nhưng mà ý là được cái là ba mẹ hiểu, ba mẹ chỉ chọc thôi. Nhưng mà bản thân mình cũng cảm thấy là mình có lỗi lắm. Thì cũng hay đặt câu hỏi là tại sao mình không bỏ làm giáo dục mình đi kinh doanh luôn, kiểu như vậy. Thì chính tại thời điểm mỗi ngày em luôn đặt câu hỏi như vậy, và em cũng rút ra được một bài học rất lớn cho tất cả các bạn khởi nghiệp, tức là lửa nó không phải là tự nhiên mà có. Lửa là mình phải tự nhiên. Cái thứ hai nữa là kỷ luật. Đó là cái điều mà em cảm thấy là vô cùng biết ơn ba mẹ em. Ba mẹ em rèn luyện kỷ luật quá tốt, nền tảng gia đình. Dạ đúng rồi. Cho dù mình không có vui, mình không có thích, nhưng mà mình phải luôn luôn hỏi là tại sao mình bắt đầu. Và mình phải dùng cái kỷ luật cao nhất. Rồi xong sau đó là mọi ngày, ví dụ như em nghĩ là chắc cả năm đó luôn á, cả năm mà khi mà rơi vào tình trạng khủng hoảng thì cái câu chuyện của em mỗi sáng là chỉ đơn giản là đặt câu hỏi với chính mình. Đúng rồi, đặt câu hỏi xong sau đó là em vẫn là rất kỷ luật với bản thân, tức là luôn luôn đi làm đúng giờ. Thì chỉ cần cứ vác xác lên công ty, liệt kê những công việc cần giải quyết, cứ giải quyết hết cái list đó, không hết thì thôi. Rồi ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy thì mọi thứ nó vẫn cứ trôi qua. Và mình vẫn thấy là mọi thứ tốt đẹp nó vẫn đến. Và những thứ không tốt đẹp nó vẫn đến. Nó vẫn đến. Và mình vẫn tiếp tục có chuyện để giải quyết. Chứ nếu mà mọi thứ nó quá tốt đẹp thì chắc là nó hết rồi đó. Không còn gì để nói. Dạ đúng. Cảm ơn anh Hà rất nhiều và chúc em dĩ nhiên rồi luôn luôn nhiều sức khỏe và luôn luôn giữ cái lửa khởi nghiệp, cái nhiệt huyết đó để có thể lan tỏa đến các bạn khác. Dạ cảm ơn anh.